nay tôi muốn hướng dẫn cho bạn biết á, mà cái dữ liệu của mình á, mình lấy từ một cái trang web internet về. Ví dụ như ta có cái table view này là trong iPhone của mình nè. Còn trang báo về internet thì bạn biết rồi. Thì tôi muốn là ở trang này nó có những tin nào á, thì khi mà ta nhảy app nó sẽ có những tin đó. Cái app của mình sẽ lấy tất cả tin tức này về. Đấy về. Và cao hơn nữa là khi tôi muốn là khách hàng người ta nhấp vào một cái tiêu đề tin nào đó, nó qua một cái màn hình mới và màn hình này hiện tin tức ra, giống như là mình đang xem báo trên trang web nhưng mà thực ra mình đang chạy dưới app. Cái vấn đề đặt ra là bạn không thể nào mà lấy tin về trực tiếp từ database của thằng này, tại vì một trang web nó hoạt động đó, thì đằng sau nó là cái web server và trên đây là cái database. Không cách nào để mình chạy vào database mình lấy về được hết. Nhưng mà rõ ràng mình có nhu cầu là lấy cái dữ liệu database nó về. Thì bây giờ không vào được database của nó tại vì server của người ta mình làm sao vào được. Không vào được server người ta. Nhưng mà nhu cầu lấy về có, lấy tin về có. Thành ra tôi sẽ giải quyết như sau. Bạn biết một điều là một trang web mà đã hiển thị ra màn hình là bạn view được cái mã HTML của nó. Bây giờ mình sẽ gỡ cái HTML nó mình đem về. Trong lập trình web, người ta gọi đó là cái kỹ thuật để mà lấy tin từ trang khác đem về. Quy tắc là cái gì hiện ra màn hình là mình lấy được hết. Mình bóc tách cái thẻ ra mình cầm. Ví dụ ngày xưa tôi nói bạn là có app mà lấy giá của điện thoại về. Có 3.000 trang web bán điện thoại. Mình đâu thể nào mà lấy hết 3.000 giá về được. Dùng đặt code nó chạy tự động lấy về. Thì khi vào một trang web, bạn tìm đúng cái thẻ nào thẻ giá mình gỡ nó về. Thì dầu cách làm như sau, quay lại màn hình đầu tiên, tôi muốn là table view có dữ liệu lấy từ trang web đem về. Thì giải pháp của mình như sau, trang báo về internet thì cứ để đó. Bạn sẽ viết một cái trang web trung gian, một trang web B2B. Ví dụ tôi đặt tên là vnexpress.net, vnexpress gạch dưới một cái danh sách tên .php. Tại vì một trang PHP mình có thể dùng thư viện của nó để mà bóc tách một cái trang web mình đem về. Thì tôi sẽ viết trang này tôi làm gì? Tôi chạy vào trang vnexpress.net, tôi lấy tin của nó về trang mình. Nghĩa là khi mà viết code trong PHP là mình chưa nghĩ về tới iOS rồi nha, chưa tới iPhone rồi. Chỉ biết là khi chạy trang PHP thì tất cả tin tức nó sẽ gom về trang này thì thống nhất luôn. Có thể mình sẽ dùng XML hoặc là JSON. Đó là những cái quy tắc hiển thị dữ liệu có công thức để mà cái app mình lấy về. Cách đơn giản nhất không cần XML JSON vẫn làm được là bạn thể làm dạng chuỗi. Dạng chuỗi và khi về máy mình cắt nó ra để đổ về cái mảnh. JSON, XML hoặc là chuỗi gì cũng được, cái đơn giản nhất ha. Ví dụ tin số 1 nó lấy về khi chạy trên PHP ha, tin 1 nó hiện ra. Thì trước khi qua tin 2 tôi đã dấu thăng. Dấu thăng. Tin 2. Dấu thăng. Tin 3. Và cứ như vậy cho tới hết. Đó. Như vậy là cái việc mà lấy tin từ trang khác về là mình sẽ viết ở một trang PHP và sẽ kiếm một cái domain, một cái host, một up trang này lên. Như là cái trang này nó phải hoạt động trên internet. Bước số 2 là mình sẽ quay về cái app iOS của mình. Mình sẽ viết đoạn code. Mình request lên đây. Mục đích là lấy nội dung của thằng này về. Như vậy thì này. Như vậy là cái quy trình để mà cái app của mình lấy tin từ một cái trang web đem về và sẽ đi qua hơn 2 bước. Bước số 1 là mình sẽ thiết kế cái trang PHP, viết code cho trang PHP, lấy tin nó đem về. Lấy tin đem về. Bước số 2 là mình sẽ quay lại app iOS, mình chạy lên mình lấy tin nó về. Thì một khi cái chuỗi này về máy mình rồi, bạn xử lý như sao từ vậy? Thì tôi sẽ nói kỹ hơn tí xíu ở cái phần PHP. Thì trong PHP á, để lấy dữ liệu từ một trang web đem về, mình sẽ sử dụng một cái thư viện mà PHP có sẵn. Thì cái thư viện mà dùng để bóc tách tin tức đem về, người ta gọi là, thư viện nó tên là Simple
gmail.com. Tí nữa tôi sẽ nói thêm ở trong cái support trường đường này. Thì tạm thời bạn có thể chưa biết cái này nó biết có thế nào. Bạn nào đã từng học lớp BP của tôi thì bạn sẽ biết cái này rồi. Nhưng mà một số bạn chưa từng học BP, ra tôi sẽ nói thêm một xíu. Tại vì một cái thẻ kiểu hiển thị ra màn hình, tôi cho bạn một thẻ ví dụ đơn giản nha. Tôi có một cái đít, có ID là Tèo, có class là Tí, và thẻ đóng sự đít bên trong là nội dung. Đó, bên trong là nội dung. Nói thêm, để dùng thư viện sửa thân đơn truy cập tới ID Tèo thì trong đơn nó sẽ gọi truy cập tới thằng này là thằng Tèo. Thằng là gì, chấm là gì, thì tí nữa khi mà lấy thư viện viết code chỗ này nè, tôi sẽ demo trực tiếp cho bạn coi luôn, các bạn dễ hiểu hơn. Nhưng mà tạm thời lý thuyết phải nhớ ID là điều viết thằng, class thì viết chấm. Tại vì khi mà bạn gỡ thẻ, gỡ ruột này ra nè, hắn tìm cái họ, bạn cần tìm đúng cái thẻ tiêu đề bạn lấy, thì bạn có coi cái thẻ tiêu đề công thức nó là gì để mình gỡ nó ra. Rồi, lấy cái ruột ra là chấm inner text. Đây là thẻ HTML cơ bản nhất. Thì các thẻ HTML mà mình lấy á, thì nó có ba dạng. Thứ nhất là một cái dạng thẻ bình thường. Dạng thứ hai, cái thẻ mình lấy á, nó làm cái A. A là những cái menu á, khi mà bạn click chuột vào cái chữ đó nó nhảy một trang khác, thì cái trang nó nhảy tới á, là href. Cái chữ hiện ra thì trang web khi mà bạn thấy cái thằng này nghĩa là chữ ABC hiện ra, bạn click ABC nó nhảy cái link này đó. Thì trong HTML để lấy cái ruột này ra nè là dùng chấm href. Rồi, một thẻ nữa trong HTML mình rất hay gặp là gỡ cái hình ra, hạt viên lờ đóng cửa rồi, chứ đúng ra là mình gỡ hết hình nó về được. Viết đặt code nhỏ hơn, gỡ hết hình hạt viên lờ vậy luôn được á. Mình gỡ, mình tìm thẻ img trong hạt viên lờ, rồi cái quan trọng là đường dẫn của nó đó. Thì thẻ hình đó là img src bằng cái tên tấm hình. Thẻ hình là thẻ đặc biệt, không thể đóng nha, tại vì đóng ngay rồi. Thì để lấy cái ruột này ra là dùng hàm chấm src. Như vậy thì khi lấy dữ liệu từ trang khác về, bạn lưu ý hai điểm. Thứ nhất, cách truy cập cái thẻ thằng thì là id chấm class. Thì khi mà bạn truy cập cái thẻ đó rồi, bạn muốn lấy cái gì thì bạn nói à, tôi muốn lấy cái ruột á, tôi dùng inner text. Tôi muốn lấy cái đường link mà quyết định nãy đi tới á, là chấm href. Tôi muốn lấy đường dẫn tấm hình á, là chấm src. Thì cái này là phần lý thuyết ở bên lập trình web đó. Như vậy thì tóm lại thì để thiết kế ra một app máy tính thì bây giờ tôi sẽ demo trực tiếp vào coi luôn. Tôi sẽ lấy tất cả những cái tình mới của stress về từ đó vào cái table view cũng xong nha. Bây giờ tôi qua hai bước. Số 1 là tôi viết từ đầu tới cuối luôn. Tôi tạo trang bị trắng bóc, tôi tự đau thư viện này về, tôi viết code, tôi viết code trang này trước, tôi update nó. Bước số 2 là tôi quay về iOS, tôi viết cái app, tôi đọc tin này, tôi làm vậy. Rồi vậy ha, lý thuyết thì giờ tôi dạy thôi. Rồi bắt đầu nè.